Xin chào các em, chúng ta lại đến với môn vật lý lớp 7. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi ôn tập một số kiến thức của chương điện học. Phần 1 La Mã, hệ thống kiến thức. Phần thứ nhất là phần điện tích và phần thứ hai là dòng điện. Chúng ta sẽ cùng nhau điền vào chỗ trống để hệ thống lại kiến thức. Điện tích, các điện tích cùng loại thì đẩy nhau, các điện tích khác loại thì hút nhau. Những vật nhiễm điện dương thì mất bớt electron và những vật nhiễm điện âm thì nhận thêm electron. Dòng điện do nguồn điện tạo ra. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. Các tác dụng của dòng điện là tác dụng phát sáng, tác dụng nhiệt, tác dụng từ, tác dụng sinh lý và tác dụng hóa học. Chúng ta lưu ý ở đây có hai cái khái niệm mà chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn, đó là dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng và dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. Chúng ta cần phân biệt rõ hai cái khái niệm này. Đó là hệ thống kiến thức của các bài tập, có các bài học chúng ta đã học từ đầu chương 2, ở chương điện học đến bài ngày hôm nay. Phần thứ hai là vận dụng các kiến thức để làm các bài tập. Thứ nhất, khoanh tròn chữ cái trước đáp án mà em cho là đúng nhất. Một, phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vật nhiễm điện? A, vật nhiễm điện là vật có khả năng đẩy hoặc hút các vật nhẹ khác. B, vật nhiễm điện là vật có khả năng hút các vật nhẹ khác. C, vật nhiễm điện là vật có khả năng đẩy các vật nhẹ khác. Và D là vật nhiễm điện là vật không có khả năng đẩy hoặc hút các vật khác. Trong bốn cái đáp án này thì cái đáp án thứ hai, đáp án B, vật nhiễm điện là vật có khả năng hút các vật nhẹ khác là đáp án đúng. Câu 2. Các vật hay vật liệu nào sau đây là vật dẫn điện ở điều kiện thường? A, mảnh tôn. B, đoạn dây nhựa. C, mảnh ni lông. D, không khí. E, đoạn dây đồng. Và F là mảnh sứ. Thì trong các cái vật này thì có mảnh tôn là dẫn điện ở điều kiện thường và đoạn dây đồng. 3. Quy ước nào sau đây về điện tích dương là đúng? A, điện tích ở thanh thủy tinh sau khi cọ sát với nhau là điện tích dương. B, điện tích ở thanh thủy tinh sau khi cọ sát với lụa là điện tích dương. C, điện tích ở thanh nhựa sẫm sau khi cọ sát với vải khô là điện tích dương. Và D là điện tích ở miếng lụa sau khi cọ sát với thanh thủy tinh là điện tích dương. Chúng ta đã biết là quy ước điện tích ở thanh thủy tinh sau khi cọ sát với lụa là điện tích dương. Như vậy đáp án đúng ở đây là B. Còn điện tích ở thanh nhựa sẫm màu sau khi cọ sát với vải khô là điện tích âm. Đấy là theo quy ước. Câu 4. Lấy một vật A đã nhiễm điện đưa lại gần quả cầu thì thấy chúng đẩy nhau. Kết luận nào sau đây là đúng? A, quả cầu nhiễm điện dương. B, quả cầu nhiễm điện khác loại với vật A. C, quả cầu nhiễm điện cùng loại với vật A. Và D, quả cầu nhiễm điện âm. Cái vật A này chúng ta chưa biết là nhiễm điện dương hay nhiễm điện âm. Tuy nhiên thì khi đưa quả cầu lại gần thì chúng đẩy nhau, như vậy chúng phải nhiễm điện cùng loại. Vậy đáp án đúng ở đây là đáp án C, quả cầu nhiễm điện cùng loại với vật A. Câu 5. Chất dẫn điện là A, chất có thể cho dòng điện chạy qua. B, chất có nhiều hạt mang điện. C, chất có khả năng nhiễm điện. Và D là chất có nhiều electron. Chất dẫn điện chính là chất
có thể cho dòng điện chạy qua. Đáp án đúng là A. Câu 6. Kim loại dẫn điện tốt vì A. Kim loại dẫn là vật liệu đắt tiền. B. Kim loại thường có khối lượng riêng lớn. C. Kim loại là chất có khả năng dẫn điện. Và D là trong kim loại có nhiều electron tự do. Đáp án đúng của chúng ta ở đây chính là đáp án D. Kim loại có nhiều electron tự do. Câu 7. Trong một mạch điện kín, để có dòng điện chạy qua phải có bộ phận nào sau đây? A. Nguồn điện. B. Bóng đèn. C. Công tắc. Và D là cầu chì. Để có dòng điện chạy qua trong một mạch điện kín thì bắt buộc chúng ta phải có nguồn điện. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 8. Vào những ngày thời tiết hanh khô, khi chải đầu bằng lược nhựa, thấy nhiều sợi tóc bị lược nhựa kéo thẳng ra. Nguyên nhân nào sau đây là đúng? A. Tóc và lược nhựa đều bị nhiễm điện cùng dấu. B. Tóc và lược nhựa đều bị nhiễm điện khác dấu. C. Tóc quá nhẹ. Và D. Lược nhựa và tóc quá khô. Lược nhựa kéo thẳng tóc ra chính là lược nhựa đã hút tóc và kéo thẳng ra như vậy. Ở đây tóc và lược phải nhiễm điện khác dấu. Đáp án đúng là đáp án B. Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện trong kim loại? A. Dòng điện trong kim loại là dòng các hạt mang điện tích dịch chuyển. B. Dòng điện trong kim loại là sự chuyển động của các electron tự do. C. Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển theo mọi hướng của các điện tích. Và D. Là dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. Đáp án đúng của chúng ta ở đây là đáp án D. Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. Câu 10. Chiều quy ước của dòng điện. A. Là từ cực âm qua các vật dẫn đến cực dương của nguồn điện. B. Từ cực dương qua các vật dẫn đến cực âm của nguồn điện. C. Cùng chiều với dòng điện trong kim loại. D. Từ cực dương đến cực âm bên trong nguồn điện. Chúng ta biết là chiều quy ước của dòng điện chính là chiều từ cực dương qua các vật dẫn đến cực âm của nguồn điện. Như vậy đáp án đúng ở đây là đáp án B. Câu 11. Dụng cụ nào sau đây hoạt động không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện? A. Nồi cơm điện. B. Bàn ủi điện. Bàn ủi điện hay người ta gọi là bàn là điện. C. Đèn diode phát quang. Và D. Là đèn điện sợi tóc. Trong bốn cái dụng cụ này thì chúng ta biết đèn diode phát quang chính là hoạt động dựa trên tác dụng phát sáng của dòng điện. Như vậy, đáp án đúng ở đây là đáp án C. Chúng ta sang phần ba la mã, phần tự luận. Kể tên 5 tác dụng chính của dòng điện. 5 tác dụng chính của dòng điện đó chính là tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý. Câu 2. Trong mỗi hình 30.1 ABCD, cả hai vật A, B đều bị nhiễm điện và được treo bằng các sợi chỉ mảnh. Hãy ghi dấu điện tích dương hoặc âm cho vật chưa ghi dấu. Các em thấy ở hình A thì vật A và vật B hút nhau. Trong đó vật A mang điện tích dương. Vậy vật B phải mang điện tích âm. Ở hình B, vật A và vật B đẩy nhau. Vật B mang điện tích âm, vậy vật A cũng phải mang điện tích âm. Hình C, vật A và vật B hút nhau, trong đó vật A mang điện tích âm, vậy vật B phải mang điện tích dương. Hình D, vật A và vật B đẩy nhau, trong đó vật B mang điện tích dương, vậy vật A phải mang điện tích dương. Các điện tích khác loại thì hút nhau và cùng loại thì đẩy nhau. Câu 3. Cọ sát mảnh ni lông bằng một miếng len, cho rằng mảnh ni lông bị nhiễm điện âm. Khi đó vật nào trong hai vật này nhận thêm electron, vật nào mất bớt electron? Chúng ta đã biết là những vật mang điện tích âm thì nhận thêm electron. Do đó, ở đây
Mảnh ni lông bị nhiễm điện âm cho nên chính mảnh ni lông này đã nhận thêm electron. Còn miếng len bị mất bớt electron, dịch chuyển từ miếng len sang mảnh ni lông nên thiếu electron. Do đó, miếng len nhiễm điện dương. Câu 4. Tại sao trong các nhà máy sản xuất đồ bông vải sợi, người ta thường đặt trên tường những tấm kim loại lớn đã được nhiễm điện sẵn? Ở trong các cái nhà máy sản xuất đồ bông vải sợi thì sẽ có nhiều các cái bụi bông, bụi vải bay trong không khí. Để làm sạch không khí, người ta đặt trên tường những tấm kim loại lớn được nhiễm điện, vì những vật bị nhiễm điện có khả năng hút vật khác, đặc biệt là những vật nhẹ như bông hoặc là vải sợi. Câu 5. Đưa thanh thủy tinh đã cọ sát với lụa lại gần ống nhôm nhẹ thì thấy chúng đẩy nhau. Hỏi ống nhôm mang điện tích gì? Các em thấy là thanh thủy tinh đã cọ sát với lụa thì theo quy ước nhiễm điện dương. Do đó, khi đưa lại gần ống nhôm, thấy chúng đẩy nhau thì ống nhôm cũng nhiễm điện dương. Câu 6. Vẽ sơ đồ mạch điện kín gồm nguồn điện, dây dẫn, công tắc, một bóng đèn và dùng mũi tên biểu diễn chiều dòng điện trong mạch. À, chúng ta đã được học về một số các ký hiệu của các cái dụng cụ điện. Khi vẽ vào trong mạch thì chúng ta thấy đây chính là nguồn điện, công tắc hay người ta còn gọi là khóa K và bóng đèn. Vì mạch kín cho nên khóa K này là khóa K đóng, và chiều của dòng điện chính là chiều đi từ cực dương qua dây dẫn các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện. Như vậy, cô vừa hệ thống lại cùng các em các kiến thức của các bài học từ bài 17 đến bài 25. Ở nhà, các em sẽ xem lại các kiến thức trọng tâm của phần ôn tập. Đó là các kiến thức về sự nhiễm điện do cọ sát, hai loại điện tích, dòng điện, nguồn điện, chiều dòng điện, sơ đồ mạch điện, vật dẫn điện và vật cách điện, dòng điện trong kim loại, các tác dụng của dòng điện. Chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra một tiết. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Chào các em.